Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tiếp tục đẩy mạnh thi đua tại các cụm khối thi đua trong toàn tỉnh trong năm 2019. Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo dòng thời sự, Lâm Đồng tiến tới nông nghiệp thông minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 5 tháng 1, khối thi đua các sở ngành quản lý nhà nước về văn hóa xã hội tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, các đơn vị trong khối đã hưởng ứng và phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm với các hình thức phong phú và giải pháp thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các phong trào thi đua. Về các chỉ tiêu cụ thể như Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm tốt công tác đào tạo giải quyết việc làm cho khoảng 38.000 người. Sở Giáo dục Đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn 100% số xã trên toàn tỉnh, đạt phổ cập giáo dục mầm non. 387 trường đạt chuẩn quốc gia. Sở Thông tin Truyền thông làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, quản lý hiệu quả bưu chính viễn thông. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng bám sát thực tiễn đời sống, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, ổn định thời lượng và nâng cao chất lượng chương trình. Bảo hiểm xã hội tỉnh nâng cao số người tham gia bảo hiểm, giảm thiểu nợ đọng bảo hiểm xã hội. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời kiểm soát tốt các sai phạm trong lĩnh vực này. Sở Khoa học Công nghệ chú trọng công tác nghiên cứu khoa học. Sở Y tế đã khống chế và làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hội nghị, các sở ngành cùng nhất trí bình chọn Sở Giáo dục và Đào tạo nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thống nhất đề cử Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh là khối trưởng khối thi đua các sở ngành quản lý nhà nước về văn hóa xã hội năm 2019. Sáng nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khối thi đua các cơ quan khối nội chính gồm Công an, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp, Thanh tra, Tòa án, Cục Thi hành án Dân sự, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, các cơ quan khối nội dung tỉnh đẩy mạnh hiệu quả công tác phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đặc biệt triển khai đồng bộ các nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với các hoạt động thi đua của từng ngành và địa phương. Trong đó tập trung thực hiện xây dựng văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật kỷ cương, thực hiện nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử được thực hiện hiệu quả. Song song đó các đơn vị thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập những nội dung đã ký kết. Phong trào văn hóa thể dục thể thao được tổ chức tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn các đơn vị. Năm 2019, các đơn vị tập trung đẩy mạnh quy chế phối hợp, trong đó gắn nhiệm vụ trọng tâm với nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức chiến sĩ và người lao động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Dịp này, khối thi đua các cơ quan nội chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho Công an tỉnh và bằng khen cho Viện Kiểm sát và Thi hành án Dân sự đã có thành tích trong công tác thi đua năm 2018. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh diễn ra vào ngày 4 tháng 1 vừa qua. Trong năm 2018, các thành viên trong khối thi đua gồm 8 đơn vị, Hội khuyến học, Hội nhà báo, Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Hội luật gia tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội kiến trúc sư và Hội năng nhất độc gia cam dioxin của tỉnh, đã chủ động tham mưu làm tốt công tác xây dựng đảng, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động, củng cố kiện toàn và xây dựng tổ chức hội phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh. Ngoài ra, các thành viên trong khối còn tích cực tham gia các chương trình chung của toàn khối, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, thông tấn báo chí, tuyên truyền pháp luật, khuyến học, khuyến tài, vận động viện trợ chăm lo đời sống an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều nét mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, đề ra phương hướng trong năm 2019, các thành viên trong khối thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua của đơn vị mình trên cơ sở thực tiễn, nhu cầu đời sống xã hội và các nguồn lực huy động được nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình nội dung thi đua.
Chiều 4 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019. Cuộc thi được tổ chức thường xuyên hàng năm và đây là năm thứ 11 diễn ra với sự tham gia của 12 phòng giáo dục đào tạo và 49 trường trung học phổ thông cho 189 đề tài, tăng 33 đề tài so với năm học trước. Vượt qua vòng thẩm định, ban tổ chức đã chọn 93 đề tài vào vòng thi cấp tỉnh ở 21 lĩnh vực khác nhau. Mỗi đội thi trải qua vòng giới thiệu và trình bày đề tài tham gia theo nội dung được chọn. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đã tạo được sân chơi cho học sinh được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm hữu ích từ các đề tài ứng dụng và là điều kiện thuận lợi để khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức được học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống, từ đó góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phát triển năng lực học sinh tại các trường trung học. Từ cuộc thi này, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng sẽ tuyển chọn những đề tài xuất sắc tiêu biểu tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2019. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 1 tới. Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Công an huyện Di Linh tăng cường trấn áp tội phạm tín dụng đen là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư và nông nghiệp, nông thôn. Để triển khai có hiệu quả các nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và các huyện thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đến các tổ chức cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, áp dụng các chính sách hỗ trợ để xây dựng, trình thẩm định phê duyệt các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo đúng hướng dẫn. Được biết, đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được 103 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 533,29 triệu đô la Mỹ. Trong đó, có 77 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 267 triệu đô la Mỹ và khoảng 1.425 doanh nghiệp cơ sở trong nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 327 doanh nghiệp đang đầu tư 393 dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 56.798 hectare. Qua đó đã hình thành những vùng chuyên canh có quy mô sản xuất lớn, tương đối tập trung. Trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 52.000 hectare, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích rau đạt từ 400 đến 500 triệu đồng trên một hectare một năm. Hoa đạt từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng một hecta một năm, chè chất lượng cao đạt khoảng 250 triệu đồng một hecta một năm, cà phê đạt khoảng 240 triệu đồng một hecta một năm. Theo Ban Điều phối Nông thôn mới của tỉnh, định hướng phát triển ngành nông nghiệp được xem là yếu tố quan trọng, qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển bền vững tỷ lệ xã đạt tiêu chí thu nhập trong thời gian tới. Nhờ tập trung phát triển các loại hình sản xuất, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, nên sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng đến nay đạt bình quân hơn 150 triệu đồng một hecta một năm. Trong đó, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đối với cây rau đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một hecta. Đặc biệt, sản xuất hoa cho thu nhập khá cao từ 800 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một hecta một năm. Nâng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng một năm. Góp phần đưa Lâm Đồng đến nay có trên 100 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thu nhập, hơn 70% xã đạt tiêu chí về hộ nghèo và gần 90% xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Theo Ban Điều phối Nông thôn mới của tỉnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là tạo tính bền vững, thì định hướng phát triển ngành nông nghiệp được xem là yếu tố quan trọng. Qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển bền vững tỷ lệ xã đạt tiêu chí thu nhập trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cũng như nhiều địa phương khác, trên địa bàn huyện Di Linh xuất hiện tình trạng tín dụng đen,
làm phát sinh những hệ lụy xấu trong đời sống kinh tế, xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình trên, thời gian qua, Công an huyện Di Linh đã tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hoạt động có tổ chức kiểu xã hội đen, đòi nợ thuê, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Giữa tháng 10 năm 2018, Công an huyện Di Linh đã bắt giữ đối tượng Đào Xuân Cường, sinh năm 1992, ngụ tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đây là đối tượng cho vay nặng lãi và có hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Em chưa hết em vào, em cũng chỉ đi phát tờ rơi, số điện thoại với hình thức là cho vay trả góp trong ngày. Và thì bọn em cho vay cứ 1 triệu, thì bọn em cho vay 1 triệu thì bọn em một ngày bọn em đến bọn em thu 50.000 cả tiền gốc đến tiền lãi trong đấy là trong vòng 25 ngày. Em cũng có, bọn em đến gì cũng có viết, cũng có giấy tờ thứ mà đấy thì không thì cũng đến thì cũng phải thúc giục gia đình thôi. Không gây áp lực cái thứ cũng như vừa rồi em có vi phạm mấy cái hành vi đấy thì em mới có vi phạm mấy như vậy thì cũng đã bị anh có chú bắt vào đây. Theo Công an huyện Di Linh, tình trạng cho vay nặng lãi diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn huyện. Thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi là in tờ rơi, quảng cáo, ghi các thông tin cho vay tiền nhanh gọn, không cần thế chấp, phát hoặc dán tại các địa điểm công cộng như tường rào, trụ điện. Khi đến vay tiền, người dân chỉ cần đưa bản photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy phép lái xe. Sau đó, các đối tượng sẽ tiến hành làm hợp đồng vay mượn, trả góp, trong đó có kèm theo lãi suất, nhưng không quá mức lãi suất mà pháp luật quy định. Khi đến hạn, người cho vay sẽ cử nhân viên đến thu tiền lãi. Ngoài ra, một số trường hợp cần tiền kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, thu tiền đánh bạc, sẵn sàng vay nóng hoặc mượn tiền trả góp theo ngày với lãi suất từ 15-30% một tháng. Nếu không trả đủ lãi, họ sẽ cộng số lãi trên vào tiền gốc. Cứ như vậy, số tiền nợ càng nhiều. Đến khi người vay không còn khả năng chi trả, các đối tượng cho vay tiền sẽ đe dọa hành hung, bắt cóc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa người thân của người vay nợ, nhằm tạo sức ép buộc phải bán nhà cửa, tài sản trả nợ. Trước tình hình trên, Công an huyện Di Linh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ trấn áp các loại tội phạm này. Đến nay, Công an huyện Di Linh đã bắt xử lý 7 nhóm 14 đối tượng, trong đó bắt khởi tố với 8 bị can có hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa đấu tranh với loại hình tội phạm này vẫn còn nhiều khó khăn. Đa số những đối tượng này là có tiền án tiền sự, có cái hiểu biết pháp luật, cái phương thức thủ đoạn thì rất là tinh vi. Do đó là lợi dụng cái việc thiếu vốn, khó khăn của một số bộ phận nhỏ, bộ phận nhân dân là dùng các cái chiêu bài để cho vay với cái thời gian ngắn để thu lời bất chính. Là về cái riêng đối tượng thì là cái hoạt động của các đối tượng này là rất là tinh vi, lưu động, thường là ở những cái địa bàn xung quanh để có cái hoạt động, chứ cái tạm trú với lưu trú ở địa phương thì rất là ngắn, do đó là khó khăn cho cái việc xác minh về cái đối tượng. Cái thứ hai là về người bị hại thì đa số là cái quan hệ dân sự, do đó là cái việc vay mượn của cái người bị hại thì là tự nguyện vay mượn, do đó là cái việc mà khi mà xảy ra những cái hậu quả thì các người bị hại người ta mới cái tố giác cái cơ quan công an để đấu tranh xử lý. Một bộ phận nhỏ trong cái số người vay mượn đó là có lười lao động hoặc là tham gia các cái tệ nạn xã hội khác, dẫn đến cái việc là không có khả năng chi trả nên là tìm đến các cái nhóm đối tượng này để vay mượn cái việc đó, nên là cái việc mà tố giác thì là đa số là người bị hại không tố giác. Cái khung hình phạt và chưa tương xứng với cái nó còn nhẹ nên là dẫn đến cái việc là răn đe số đối tượng này là chưa cao. Thực tế trên địa bàn huyện Di Linh, nhóm người vay của các đối tượng cho vay nặng lãi thường là thanh thiếu niên sống dựa vào gia đình, hoặc là những đối tượng cờ bạc, lười lao động và người dân tộc đồng bào thiểu số nghèo vay tiền, không có khả năng chi trả, dẫn tới lãi mẹ đẻ lãi con thành món nợ khổng lồ. Vì thế, lực lượng công an huyện cũng đã tăng cường tuyên truyền để các gia đình quản lý con em mình chặt chẽ, tránh rơi vào bẫy tín dụng đen. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân với lại toàn thể nhân dân thì là không nên vay mượn những cái việc mà cái lãi suất cao này để tránh cái trường hợp. Qua cái đấu tranh với các băng nhóm này thì
cái tính chất mà với lại cái mức độ mà sẵn sàng để mà đòi bằng được các con nợ là rất là quyết liệt. Các đối tượng sẵn sàng làm đủ các thủ đoạn, một như là ném chất bẩn vô nhà hay là xịt những cái sơn lên nhà để mà đe dọa. Thứ hai là có những lời lẽ đe dọa xúc phạm nhân phẩm nhân dự, là cái thứ là cũng khuyến cáo bà con là không tham gia vay mượn các cái quan hệ dân sự mà không phải chính ngạch của các hệ thống tín dụng. Cũng bà con cũng nên liên hệ các cái hệ thống tín dụng ở những địa phương có rất nhiều các cái hệ thống tín dụng thì cái lãi suất rất thấp và người ta sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật chứ không có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bà con nhân dân. Trong thời gian tới, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, Công an huyện Di Linh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, sử dụng đồng bộ giải pháp, biện pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đắk Lắk nỗ lực bình ổn giá cả hàng hóa dịp Tết. Năm 2018, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu trong chương trình do Trung ương, Quốc hội và Chính phủ giao. Điều này góp phần quan trọng vào việc cả nước hoàn thành toàn diện 12 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy đến hết năm 2018, cả nước có 3.838 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 43,02% tổng số xã của cả nước. Bình quân cả nước đạt 14,57 tiêu chí trên một xã. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống còn khoảng 5,35%, trong đó bình quân tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm còn dưới 35%. Từ hơn 15.200 tỷ đồng nợ động xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào tháng 1 năm 2016 đến hết tháng 12/2018, số nợ này đã giảm 95,7%, chỉ còn 651,8 tỷ đồng. Năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt mục tiêu phải hoàn thành và vượt 50% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 70 huyện và xem xét một số tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bảo đảm không có hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2018, có hơn 16.000 doanh nghiệp xây dựng mới được thành lập, chiếm 12,7% tổng số doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Số lượng các doanh nghiệp tăng, kèm theo đó là thị trường bất động sản cũng thu hút đáng kể các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành và lĩnh vực với tổng số vốn cấp mới tăng thêm là 25,57 tỷ đô la Mỹ, trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai. Cùng với số lượng doanh nghiệp xây dựng thành lập mới tăng nhanh thì Bộ Xây dựng cũng cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện vốn chủ sở hữu tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, một số tổng công ty hoạt động trong các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, hạ tầng khu công nghiệp, xây lắp đã hoàn thành vượt kế hoạch và có tăng trưởng so với năm 2017. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, trên thị trường, hàng Tết đã được bày bán. Công tác quản lý hàng hóa đang được triển khai để bảo vệ người tiêu dùng mua sắm dịp này. Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu trên thị trường, từ ngày 1 tháng 12, 2018 đến hết ngày 15 tháng 3, 2019, tỉnh Đắk Lắk thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết. Theo đó, tập trung bình ổn thị trường đối với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, có nhu cầu sử dụng lớn trong dịp này như gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến. Các đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá chuẩn bị nguồn hàng chu đáo để cung ứng cho thị trường với giá cả ổn định, đảm bảo chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tỉnh Khánh Hòa vừa rà soát và đề xuất Trung ương xem xét khoanh và xóa nợ đối với những trường hợp vay vốn chính sách gặp rủi ro, khó khăn. Theo đó, tỉnh đề xuất Ngân hàng Chính sách Xã hội khoanh nợ cho 10 trường hợp với số nợ hơn 271 triệu đồng do người vay vốn bị thiệt hại do bão lũ. Trong đó, 6 trường hợp thiệt hại từ 40 đến 80% được khoanh nợ trong thời gian 36 tháng, 4 trường hợp thiệt hại hơn 80% được khoanh nợ 60 tháng. Tỉnh cũng đề xuất xóa nợ cho 33 trường hợp người vay bị chết, người thừa kế chết hoặc không có người thừa kế trả nợ với số tiền gần 198,5 triệu đồng và 18 trường hợp người vay già yếu, ốm đau thường xuyên, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa, không có khả năng trả nợ gần 206 triệu đồng. Người dân thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang rất lo lắng khi nhiều diện tích nho đang cho thu hoạch bị ngập úng lâu ngày, dẫn đến thối rễ, chết dần. Nhiều hộ đang đứng trước nguy cơ trắng tay.
Vườn nho hơn một sào nằm cạnh kênh cầu ngòi của ông Trần Kim Hân bị ngập sâu trong nước nhiều tuần qua khiến rễ cây đang chết dần, cành lá héo úa. Toàn bộ sản lượng trái đang chuẩn bị cắt bán bị nứt thối phải cắt bỏ, đồng nghĩa với chi phí đầu tư cho vụ nho gần 10 triệu đồng không thể thu hồi. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, đơn vị thi công kênh cầu ngòi đã thực hiện ngăn dòng. Một số đoạn khu vực lòng kênh đã bị thu hẹp, làm hạn chế dòng chảy kết hợp trên địa bàn tỉnh có mưa lớn nên gây ngập úng kéo dài. Qua thống kê có gần 50 hectare gồm nho, lúa, táo và cây hoa màu bị thiệt hại nặng. Nhiều diện tích đất bị ngập không thể sản xuất. Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã có văn bản đề nghị đơn vị chủ đầu tư dự án hỗ trợ thiệt hại về sản xuất cho người dân. Để người dân sớm khôi phục sản xuất, nhất là đang chuẩn bị sản xuất hàng hóa vào vụ Tết Nguyên đán sắp tới, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận cần sớm kiểm tra và có phương án hỗ trợ để người dân có điều kiện an tâm sản xuất. Một cây dòng thời sự hôm nay, Lâm Đồng tiến tới nông nghiệp thông minh là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển với những yếu tố cốt lõi, trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, Internet of Things và dữ liệu lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025. Trong đó, nông nghiệp thông minh là một phần quan trọng trong trụ cột kinh tế, thuộc 4 trụ cột chính làm nên thành phố thông minh. Đồng thời, huyện Đơn Dương cũng đang thực hiện đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018-2025. Vậy Lâm Đồng cần làm gì để nông nghiệp thực sự thông minh? Nông nghiệp chính là ngành kinh tế quan trọng của Lâm Đồng. Với những chính sách ưu đãi phát triển và sự đầu tư đồng bộ hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng các công nghệ thông minh vào canh tác, đem lại hiệu quả cao về năng suất, chất lượng nông sản và giảm thiểu chi phí, tăng lợi nhuận cho người sản xuất, cũng như đạt được những lợi ích về môi trường. Và nông nghiệp công nghệ cao là cơ sở nền tảng để Lâm Đồng phát triển nông nghiệp thông minh. Đó là tiết kiệm nước với nên tiết kiệm phấn, không được vung vải ra đất. Hai nữa là mình đi đâu mình đồng được. Nông nghiệp thông minh 4.0 đó là quá trình nông nghiệp mà trong suốt quá trình được ứng dụng các cái thiết bị hiện đại, được kết nối mạng bên trong và bên ngoài trên cơ sở cái công nghệ thông tin để đảm bảo được cái giá trị cây trồng cao nhất, có một cái sức cạnh tranh, đảm bảo được cái điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Rõ ràng, nông nghiệp thông minh với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, vạn vật kết nối Internet of Things và dữ liệu lớn Big Data, thì ngoài các điều kiện về cơ sở hạ tầng, điện, đường, nước, thì điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất đó là chất lượng Internet. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn phân tán, đồi núi chia cắt, việc đáp ứng nhu cầu về Internet tại nhiều vùng sản xuất của Lâm Đồng còn nhiều hạn chế. Trong lúc các trang trại lớn đang có xu hướng dịch chuyển ra xa thành phố, do quỹ đất vùng trung tâm không còn nhiều. Trang trại của chúng tôi trong rừng nên không thể có Internet, điện thoại di động cũng không có sóng, nên gặp nhiều trở ngại trong quá trình sản xuất. Trước đây khi chúng tôi quyết định vào đây đầu tư thì phải bỏ toàn bộ chi phí để xây dựng điện đường. Hiện nay thì đa số các cái cơ sở sản xuất kinh doanh chúng ta mới điều kiện các cái trang thiết bị thủ công là chính, còn tự động hóa thì chưa được nhiều, cái tỷ lệ tự động hóa nó thấp. Các cái cơ sở dữ liệu về cái sản xuất nông nghiệp của nền nông nghiệp chúng ta thì nó chưa được nhiều, và cái tính đa dạng cũng như là tính chuyên sâu đến cái từng vùng sản xuất thì chưa có. Cho nên là cái ba cái yếu tố này thì nó cũng là cái nền tảng của nông nghiệp thông minh, đều là những cái yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến cái phát triển nông nghiệp thông minh. Vấn đề then chốt để phát triển nông nghiệp thông minh là nguồn nhân lực. Mặc dù tiềm năng và nguồn nhân lực cho nền nông nghiệp Lâm Đồng rất lớn, nhưng số lượng sinh viên học các nghề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn ít. Nghề đào tạo trong nông nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa hấp dẫn người học. Mặt khác,
các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh phát triển chưa nhiều, chưa ổn định. Do vậy, Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung, thiếu hụt lao động có kỹ năng chuyên môn cho nền nông nghiệp 4.0. Dự báo đến năm 2020, cả nước sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động nông nghiệp qua đào tạo. Hiện nay, Lâm Đồng có 8 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Và những đơn vị này đóng vai trò tiên phong trong ứng dụng IoT. Theo đó, trong các nhà kính sản xuất, mỗi thiết bị đều cảm biến, được kết nối với máy tính của Internet. Chế độ hoạt động được cài đặt sẵn để kiểm soát phạm vi khí hậu trong nhà kính. Công nghệ thông minh đã số hóa dữ liệu lớn, giúp việc canh tác hiệu quả hơn. Nông dân Đà Lạt trồng rau không cần đất, canh tác rau không phải xa vườn. Tại hợp tác xã Thủy Canh Việt Bonic, chỉ cần một cái lít chuột, chủ trang trại đã nắm bắt các thông tin cụ thể để chăm sóc và phòng ngừa sớm bệnh trên cây trồng. Nhờ vậy đã tiết kiệm được 30% chi phí sản xuất so với trước đây. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng cái công nghệ tưới tự động của do chính chúng tôi phát triển, thì gọi là hệ thống VCS. Thì nhờ cái hệ thống này thì nó sẽ ghi nhận được toàn bộ những cái thông số của môi trường. Cũng như là cái thông số về cái sự sinh trưởng của cây, thì từ đó thì nó sẽ đưa ra một cái quyết định là tưới bao nhiêu, chế độ tưới thế nào, chế độ chăm sóc ra sao. Đồng thời nó sẽ đưa ra những cái cảnh báo sâu bệnh để mà mình có thể kịp thời mình ngăn chặn. Đà Lạt, Lâm Đồng luôn xác định yếu tố con người có tri thức, có tay nghề là yếu tố tiên quyết. Ngoài đào tạo cho đội ngũ học sinh sinh viên, thì đào tạo nghề cho nông dân là một hướng đi được địa phương xem xét, vì họ chính là lực lượng lao động quan trọng trong bất kỳ nền nông nghiệp nào. Và trong nền nông nghiệp công nghệ cao, người nông dân vừa là người lao động nhưng cũng là những chuyên gia trên đồng ruộng. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển thành công một thành phố Đà Lạt thông minh trong tương lai không xa. Xây dựng cái cổng thông tin về nông nghiệp để liên kết bốn nhà ứng dụng công nghệ trong cái việc là phát triển đồng bộ cái cơ sở vật chất của các doanh nghiệp theo cái hướng là cái nông nghiệp thông minh. Phát triển xây dựng cái dữ liệu chung của cái ngành nông nghiệp, công nghệ thông tin nó là một cái điều cơ bản để nâng cao và tuyên truyền cho cán bộ công chức cũng như là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức cũng như là nhân dân là quan tâm hưởng ứng và được hưởng thụ cái sản phẩm mà khi chúng ta đã xây dựng và triển khai ra. Việc ứng dụng các công nghệ thông minh vào trong sản xuất nông nghiệp từ đầu vào đến quá trình canh tác và cuối cùng là kiểm soát đầu ra thành một chu kỳ khép kín đã nâng cao giá trị thương hiệu nông sản địa phương, tạo lòng tin trong người tiêu dùng. Và để phát triển nông nghiệp thông minh một cách bền vững, Lâm Đồng cần có một lộ trình cụ thể, một kế hoạch chi tiết, những chủ trương chính sách phù hợp nhằm nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện khác phục vụ nông nghiệp thông minh. Cần có một cái chương trình về phát triển nông nghiệp thông minh. Chúng ta chú ý đến cái chính sách đầu tư, chính sách thu hút đầu tư về vốn, về công nghệ, đặc biệt là cái vấn đề hợp tác quốc tế để chúng ta nhập khẩu công nghệ. Cần rà soát những cái điều kiện cụ thể để chúng ta có một cái giải pháp đồng bộ thực hiện ứng dụng cái nông nghiệp thông minh 4.0 trên từng loại cây trồng vật nuôi và đặc biệt từng bước chúng ta ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp nông nghiệp Lâm Đồng sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất tự động, kết nối Internet và tạo cơ sở dữ liệu về sản xuất, để người tiêu dùng không chỉ truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, mà còn có thể tìm hiểu sâu vào các hoạt động của trang trại. Kiểm soát quá trình sản xuất của trang trại gắn với tham quan, thưởng thức nông sản ngay tại vườn, hay còn gọi là du lịch canh nông hiện nay đang phát triển mạnh mẽ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.